được bắt đầu bước vào chương trình nghệ thuật tuyên truyền. Và chúng tôi xin mời những người thầy các sản xuất bác chúng ta bắt đầu vào vị trí. Giới thiệu các bạn thứ 5, giới thiệu 4 người lân lên kính chào thứ 6. Mời con lân lên biểu diễn. Và phần bế mạc kết thúc và lời cảm ơn của ban tổ chức. Và giờ đây chúng con xin được tân trọng giới thiệu cùng tất cả quý bà con chúng ta từ quý vị hiền hiền nơi đây mình vẫn trong mưu của chúng ta có từ hiền hiền của cha chú xe đã có sự vinh đức chúng ta. Chúng con xin được tân trọng giới thiệu sự hiện diện của ban thường vụ hội đồng giáo sư Vinh Đức. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của đại diện các giáo chức trong giáo sư Vinh Đức của chúng ta. Chúng con xin được trân trọng giới thiệu các tổ chức, các doanh nghiệp trên địa bàn, các địa bàn giáo sư Vinh Đức của chúng ta cùng sự hiện diện của toàn thể bà con giáo nhân. Ngoài giáo sư cũng như các bạn thiếu nhi cùng hiện diện để tham dự chương trình mừng Tết Trung Thu 2020. Với tinh thần này, xin quý anh chị giáo lý viên đồng hành để trên thành tình của năm cũ của chúng tôi mong là tập thể quan tâm và hào tâm để các em để đi của giáo sư từ biết thêm yêu cuộc sống có ý thức phấn đấu và rèn luyện bên trong các học tập để trở thành con ngoan tồi giỏi, trở thành môn đệ thầy Giêsu để đồng hành với ngài trong cuộc sống hiện tại và tương lai. Thay lời cho ban giáo lý, xin kính chúc quý cha sức khỏe, cho toàn sự hùng mà Chúa đã giao phó, chúc quý thượng vụ hội đồng, chính quyền địa phương, công an phường, sức khỏe hạnh phúc. Tiếp theo chúng con xin được mời bố tổ dân tiến lên để tân tập tiếp theo xin bắt đầu.
Bình Dương Quý Trà. Kính thưa quý vị, ở đây đón mừng cầu lớp cầu một. Chúng ta cùng tất cả được lấy những thời tu một chú sư tử đắng vượt bao nhiêu
muôn trùng khó khăn đến từ châu Phi, thường ngày chú xuất hiện với sự chết chóc, nhưng hôm nay thật khác thường, tâm đồ dằn thật hiền từ đến để bố vui phúc yếu đi vinh đức của chúng ta là một điều hết sức đặc biệt trong niềm vui năm nay. Xin dành một tràng pháo tay chào đón sư tử đến từ tổ ba. Và hôm nay một đại diện đến từ cung trăng về với chúng ta, về với thiếu nhi vinh đức, xin được giới thiệu thọ ngọc của giáo họ Vinh Ân và thiếu nhi giáo họ Vinh Ân. Xin dành một tràng pháo tay thật đồng nhiệt mừng đón thọ ngọc của giáo họ Vinh Ân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chương trình, chúng con cảm nhận được rằng